Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nơi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chia sẻ và áp dụng kiến thức của sách vào trong cuộc sống. Trời hôm nay đẹp quá, không review sách ở bên ngoài thì hơi phí. Ok, thế thì đi cà phê với mình đi, chúng mình sẽ cùng đổi gió review sách ở bên ngoài nhé. Ngôi sao của ngày hôm nay là Trí tuệ Do Thái, một quyển sách tư duy giúp việc nâng cao khả năng tự học tập, ghi nhớ và phân tích. Đây là những điều đã khiến người Do Thái vượt trội lên, chiếm lĩnh những vị trí quan trọng và giành nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới. Vì sao người Do Thái là dân tộc thông minh và giàu có nhất trên thế giới? Và câu hỏi quan trọng hơn, chúng ta có thể học hỏi gì từ họ? Hãy cùng tìm hiểu 10 điều đáng học hỏi từ người Do Thái, 10 bài học mình đã rút ra từ quyển sách này. Ok, let's get started! Trí tuệ Do Thái của tác giả Aaron Katz, một kỷ lục gia nổi tiếng về siêu trí nhớ, không được viết như một quyển sách kỹ năng khô khan, mà thay vào đó, Trí tuệ Do Thái đưa người đọc vào một chuyến hành trình khám phá về trí tuệ của người Do Thái bằng một câu chuyện về Jeremy, một kẻ lông bông thích la cà. Vậy nên hôm nay review kiểu lông bông la cà thế này là chuẩn bài rồi. Thứ nhất, trí tưởng tượng, nhận thức điều bất khả thi bằng những phương thức khả thi. Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại và đủ đầy. Ta muốn mọi thứ lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ ta. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người thích đến rạp xem phim hơn ngồi nhà đọc sách. Tại xem phim thì dễ hơn nhiều mà. Trong một bộ phim, bạn có thể thực sự thấy cốt truyện bày ngay ra trước mặt mà không cần phải căng óc lên để tưởng tượng ra những hình ảnh. Khi bàn về trí tưởng tượng của người Do Thái, sự tưởng tượng không chỉ mạnh hơn thực tại, nó còn mạnh hơn cả logic. Nói cách khác, một điều không logic có thể trở nên logic với sự hỗ trợ của một trí tưởng tượng sáng tạo. Albert Einstein cũng đã thú nhận rằng chỉ với sự giúp sức của trí tưởng tượng, ông mới sáng tạo ra thuyết tương đối. Có ai biết rằng tác giả Viktor Frankl đã viết quyển sách Man's Search for Meaning trong những ngày ông phải ở trại tập trung của phát xít Đức? Không có đến một hình hài con người, đói rách và ốm yếu của thực tại. Viktor Frankl chẳng có gì ngoài một thứ, đó chính là trí tưởng tượng. Những ý nghĩ mang tính tưởng tượng của tác giả chính là nguồn gốc và là sức mạnh giúp ông sống sót. Chỉ mình những ý nghĩ đó thôi đã giúp ông đứng vững và cho ông niềm hy vọng. Không có gì là không thể. Đưa con người lên mặt trăng cũng đã là một ý tưởng phi thực tế. Nhưng đầu tiên bạn học bay, rồi sau đó qua mỗi lần nỗ lực, dần dần, cuối cùng chúng ta cũng thiết kế ra được một quả tên lửa đấy thôi. Nghe thì có vẻ bất khả thi, nhưng thực sự thì có thể làm được. Và điều đó chỉ phụ thuộc vào bạn mà thôi. Nguyên tắc của trí tưởng tượng mang ý nghĩa tiên tri, nhận thức điều bất khả thi bằng những phương thức khả thi. Tiếp theo là khả năng quan sát và thích ứng nhanh nhạy. Người Do Thái bị ngược đãi, hắt hủi ở mọi nơi nên trong suốt cuộc đời, họ đã phải phát triển một thứ bản năng là luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt và gắn cho chúng một tầm quan trọng thật to lớn. Hơn nữa là khả năng suy nghĩ và phản ứng phải nhanh nhạy hơn những người khác, bởi vì họ là dân tộc thiểu số. Họ phải đấu tranh để đạt được và bảo vệ số mệnh của mình. Những khó khăn trong cuộc sống ở một môi trường khắc nghiệt góp phần phát triển trí thông minh mang tính chất sống còn này. Những kinh nghiệm cay đắng đã dạy cho họ một điều rằng số mệnh của họ là không bao giờ được tận hưởng sự thoải mái. Chung quy lại, nếu muốn phát triển trí thông minh và thành đạt trong cuộc sống, thì bạn không bao giờ được cảm thấy hài lòng hay là thỏa mãn cả. Con người ta phải tiến bộ hàng ngày. Nếu chúng ta cảm thấy quá thoải mái thì bộ óc cũng ngừng làm việc luôn. Thứ ba là tầm quan trọng của đầu tư giáo dục. Một trong những nguyên lý cơ bản của trí thông minh Do Thái đó là sự quan tâm dành cho việc học hành và giáo dục. Người Do Thái có thể sống mà không có vật chất, nhưng không thể sống trong sự ngu dốt. Trong suốt lịch sử, người Do Thái luôn sống ở những nơi tồi tàn. Hầu hết họ đều sống dưới mức nghèo khổ. Một cậu bé có thể không có nổi một miếng thịt, nhưng không thể không có sách vở. Những nhà lãnh đạo Do Thái hiểu rằng tương lai của đạo Do Thái dựa vào giáo dục. Để học tập mãi mãi, người Do Thái có một phương pháp rất hiệu quả để kích thích não bộ. Đó chính là luôn trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Đạo Do Thái có một nguyên tắc là không được coi bất cứ điều gì là hiển nhiên, thậm chí là những cái mệnh lệnh nghiêm khắc và cơ bản nhất. Cho dù mệnh lệnh có đến từ đâu đi chăng nữa, thì người Do Thái cũng luôn luôn khao khát để được hiểu tại sao họ phải hành động như thế và logic đằng sau mỗi mệnh lệnh là gì. Học tập không phải là học thuộc như vẹt. Bằng cách này, bạn có thể biến một tình huống nan giải với hàng tỷ những cái thứ không biết thành một điều quen thuộc với cảm giác mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Các bạn có thấy không? Giữa tri thức và sự tự tin có mối quan hệ rất mật thiết. Cùng tìm hiểu về bài học tiếp theo, tiếp thu và phát triển. Người Do Thái luôn giữ một đầu óc cởi mở.
Cho dù họ đi đến đâu và trong thời đại nào đi chăng nữa, họ vẫn giữ một cái đầu óc cởi mở để có thể nhìn ra mọi lợi thế của tất cả những điều họ thấy. Bất cứ điều gì lôi cuốn họ, họ đều tiếp thu, từ những cái thứ rất là đơn giản, nhỏ nhặt như là quần áo, đồ đạc, món ăn đến những cái quan điểm về trí tuệ của những nền văn hóa khác. Một cái đầu cởi mở giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Đó là cách mà Estée Lauder đã làm. Để đến được với càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt, bà đã bắt chước một mô hình kinh doanh đã tồn tại trong thế giới thực phẩm, mẫu dùng thử miễn phí. Bà đã cho sản xuất những chai nước hoa nhỏ làm mẫu và phát miễn phí. Đó là cách bà đã xây dựng nên đế chế của mình. Bài học tiếp theo, hãy biến mình thành một thầy đạo. Hãy học hỏi từ những kinh nghiệm và bắt chước tất cả những hành vi tích cực của một thầy đạo, hay còn có ý nghĩa là một sư phụ hoặc một người mình tôn trọng và ngưỡng mộ. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi hành động bắt chước một cách vô thức. Một cậu bé có dáng đi y hệt mẹ, giọng nói Pháp y như bố dù chưa từng đến Pháp bao giờ và cũng không biết một chữ tiếng Pháp nào cả. Hãy tìm một người nào đó để bắt chước. Fake it until you make it. Khi ta có một hình mẫu đáng để học theo, ta không chỉ muốn học từ hình mẫu đó mà còn muốn có thêm sự tự tin để hành động. Sự tự tin bắt nguồn từ thực tế rằng điều ta sắp làm đã có một người khác thực hiện thành công. Khả năng học từ một người khác có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Nguyên tắc số 6, luôn luôn ghi nhớ và không bao giờ được phép lãng quên. Dân tộc Do Thái tự hào về lịch sử, mọi thế hệ rất nghiêm túc trong việc truyền lại lịch sử cho con cháu. Chính vì vậy, họ ý thức được việc nếu muốn bảo vệ truyền thống của mình, họ phải dựa vào một thứ mà không sức mạnh nào có thể hủy hoại được, đó chính là trí nhớ của mỗi người dân Do Thái trong tập hợp trí nhớ của toàn dân tộc. Có một điểm đặc biệt rằng trong khi các dân tộc khác ghi lại những cái câu chuyện, lịch sử của mình thì họ, những người dân Do Thái lại tin tưởng vào truyền khẩu và trí nhớ của mình nhất. Bởi vì trong quá khứ, những quyển sách sử của họ đã từng bị kẻ thù đốt thiêu rụi. Người Do Thái tin tưởng vào trí nhớ của mình bởi vì họ đã để bản thân của mình liên quan tới tất cả những cái công việc mà họ làm. Sự tập trung và trải nghiệm giúp họ trau dồi kỹ năng ghi nhớ của mình tốt hơn. Tuy nhiên, tác giả vẫn tiếp tục gợi ý độc giả về cách lưu trữ thông tin bằng ghi chép. Vậy thì ghi chép như thế nào mới hiệu quả? Sang ngay nguyên tắc số 7 nhé. Cách ghi chép hữu hiệu. Chữ đẹp và rõ ràng cho bạn động lực để đọc văn bản, có đúng không nào? Vì thế hãy viết sao cho dễ nhìn. Không phải đơn giản chỉ là chữ dễ nhìn thì ta sẽ đọc được ngay, mà còn bởi vì về lâu về dài, chữ viết rõ ràng sẽ giúp ta nhớ được và hiểu thêm được 80%. Tác giả còn gợi ý một cách ghi chép hữu hiệu thứ hai. Đây nhá, giữa báo và tiểu thuyết thì bạn đọc cái nào nhanh hơn? Báo đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, những chữ cái sắp xếp thành các cột. Mắt ta có thể nắm bắt được thông tin một cách nhanh hơn. Khi ta đọc chữ trong các cột, mắt ta hầu như không phải di chuyển. Còn khi đọc ở những dòng dài, mắt sẽ phải đưa qua đưa lại ở những khoảng cách lớn hơn. Mà đó cũng là một trong những điều làm ảnh hưởng tới sự tập trung của mắt và làm tốn thời gian hơn. Tiếp theo thôi, học đôi. Một người học chẳng ra sao, hai người học lại nên thành tích cao. Xuất phát từ điệu tango của người Do Thái cổ, mỗi sinh viên đều có một người bạn học chung trong suốt thời gian học hành và nghiên cứu. Lúc còn nhỏ, họ được ghép chung với một người nào đó. Nhưng khi đã trưởng thành, họ có trách nhiệm tự đi tìm cho mình một người bạn học thích hợp nhất. Nguyên lý chủ đạo của việc học đôi hay học nhóm là khi bạn học với một người bạn, bạn sẽ làm rõ những cái vấn đề và bổ sung cho những vấn đề đó. Bạn học được từ bạn của mình và đồng thời cũng dạy người đó nữa. Bạn tranh luận với nhau, khắc nghiệt với nhau là để động não, để mang lại kết quả tốt nhất cho người kia. Bên cạnh đó, khi bạn dạy một người khác thì trách nhiệm truyền đạt kiến thức cho người kia đặt lên vai của bạn. Chính vì thế, bạn có động lực để cố gắng hết sức mình, làm sao để bạn của mình hiểu thật sâu vấn đề. Số 9 rồi, học bằng cách nói thật to. Trong những lúc không thể học đôi hay học nhóm, thì học một mình vậy. Nhưng mà nói to lên nhé, nói với chính mình như kiểu đứng trên bục giảng ấy. Trong một trường đạo, sinh viên phải phun trào và bùng nổ khi nghiên cứu. Họ sẽ phải sử dụng tất cả những cái nguồn năng lượng của mình để mọi cơ quan tham gia vào sự học đó. Và nhất là họ sẽ nói thật to. Với người Do Thái, nói to những cái điều ta học được đồng nghĩa với việc ta kích hoạt cả hai bên bán cầu não và cải thiện khả năng nhận thức, sự tập trung và trí nhớ. Con người ta thường chỉ dùng thị giác, tức là chủ yếu ghi nhớ mọi thứ thông qua việc đọc. Khi ta nói to lên, tức là ta bổ sung một giác quan nữa vào việc ghi nhớ, đó chính là thính giác. Học bằng cách nói to thực sự giúp in dấu những kiến thức vào tâm hồn của một người để kiến thức đó tồn tại trong trí nhớ của chúng ta lâu hơn. Bạn có biết rằng Einstein đang nghĩ ra thuyết tương đối trong khi đang đi đi lại lại? Victor Hugo đã viết những người khốn khổ trong khi đứng. Mozart soạn ra nhiều bản nhạc trong khi đi dạo. Beethoven thì đổ nước đá lên đầu trước khi ngồi vào cây đàn để bắt đầu sáng tác.
Mọi người có đoán được keyword của bài học số 10 không? Đúng vậy, vận động giúp học tập và làm việc hiệu quả hơn. Cử động đu đưa giúp thiết lập một nhịp điệu cho con người tập trung và gia tăng lượng oxy lên não. Nguồn oxy bổ sung này làm gia tăng khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng. Ok, và đó là 10 bài học mình đã rút ra từ quyển sách Trí tuệ Do Thái. Mình mong mọi người thích kiểu review ngày hôm nay. Thỉnh thoảng đổi gió như thế này cũng vui đấy chứ. Nếu các bạn cũng thấy vậy thì comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video của ngày hôm nay và mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi. Bye bye!